ơi. Đồ chó chết. Ba chuẩn bị đi làm nhá. Con ơi, không được nữa. Được. Ba đi làm nhá. Rồi thế nhá. Ba đi làm nhá. Ừ. Ba đi làm nhá.
phải bài lá, anh rút chút bài lá. Cái tay hôm nào đổ móng đấy? Ngày mai, à chiều nay. Chiều nay đổ. Đổ luôn. Đổ luôn. Rồi mày ý này. Rồi mày ý. Được rồi. Quá nhỉ. Hả cái mà mới sẽ ép quá. Thì ăn khẩu đi. Từ đó. Tay này. Luôn cái này thôi. Ép đúng rồi. Đây. Đây, hầu luôn đây. Đây đi ăn làm em. Hai cái cọc. Đóng luôn. Đây nước nhá, nước này. À. Ờ đây. Ô. Ô, xà lách đây rồi nha. Để tới xà lách nha. Mẹ, do mùi chưa thấy mọc đâu. Thank you.
sợ. Tí cho một tí với mẹ đi đón anh nhá. Tí với mẹ đi đón anh Bi đi học về nhá. Sắp đến giờ anh Bi đi học về rồi nha. Thank you.
Chắc con ngồi mười dân có bác quan. Ông ở nhà ông có kịp trứng không? Có, trứng ở kia có. Lấy trong mấy quả với. Tôi chả muốn gì cả. Chặn đầu to làm gì? Con này nha. Con thích chặn cái người đàn bà này ra. Lấy ra cho tôi đi, tôi còn đi về. Tôi là không liên quan gì đến cô mà. Tránh ra. Tránh ra. Đi ra đây. Tôi ra. Đi ra đây. Tôi ra. Tránh ra tôi ra. Đi ra đây. Nhìn lên con, nhìn lên con. Mẹ cái con kia. Con. Mẹ cái con kia mà hướng lại. Nhìn lên con. Tao phải cho mẹ ăn mấy quả trứng mới được. Con kia mà hướng lại. Muốn cái gì hết? Tại sao cô đem chứng vào người tôi? Tôi nói cho cô biết nha. Làm sao không phải chỉ vào mặt để đi lộ hồn nữa chưa? Không phải chỉ mặt vào ta. Tránh ra. Tránh ra. Lần sau cô mà làm thế thì đừng có trách tôi nhá. Này, không phải chỉ mặt vào tao nhá. Không còn ngày nữa. Về đây, về đây, về. Về nhà đi con. Không, con lấy nước. Mình có làm gì cho cô ta đâu mà sao cô ta cứ bắt nạt mình mãi này.
không thể chấp nhận được một người như cô ta. Mình đã nhân nhượng nhiều lần, giữ gìn hạnh phúc gia đình rồi, nhưng mà cô ta cứ phá mình thôi. Ta cứ bắt nạt mình mãi thôi con ạ. Chờ chẽn. Qua gì mà đến nhà người ta chứ. Nhìn căn nhà mà ngứa cả mắt. Cô đi về đi. Không có thể loại nào trong nhà mà như này luôn. Đây, chân như này này. Về đi, tôi chẳng làm gì cho cô cả. Tôi không thích về. Mà cô bên tha cho tôi đi, cuộc sống của tôi đi, đừng hại cuộc sống của tôi nữa. Tôi cứ thích như thế. Tôi không làm gì cho cô cả. Cô đi về đi. Tôi không về. Cô mà như này tôi báo công an đấy. Cô thích thì cô cứ báo. Đi về đi. Cô sợ cô á. Cô đi về đi. Không về. Đi về. Cô đi về đi. Không về. Cô mà cứ như này tôi báo công an đấy. Đi về đi. Cô muốn về. Ở tôi sẽ không nhịn cô nữa. Này mày gọi mày ăn đi đây này. Này này. Đồ chó chết. Cút ra khỏi nhà tôi đi. Đó không đi. Bỏ ra. Đánh nhá. Con chó chết đấy.
Mày gì đấy? Đau lắm rồi. Đau lắm không hả? Đau lắm à? Đau lắm à? Sao hai người lại đánh nhau? Sao lại đánh nhau thế? Cô ta quá đáng quá, vợ không chịu được nữa. Đau lắm không? Đau lắm à? Đau. Sao nữa chứ? Chồng có bị đau không? Không sao đâu. Mày biết cái bàn của ai không mà mày bán? Tao mày đây. Không thì ra tao áp bán. Mày nhìn mặt tao đây này. Mẹ con phải nhớ tao ấy. Đây, ra đây ăn này, ăn cái này đấy, ăn đây.
lắm à? À. Đau lắm không? Sừng to thế nhỉ? Đau. Cô ta quá đáng quá rồi. Đó, không nghĩ là cô ta lại làm như thế. Là đến tận nhà mình gây sự với vợ luôn. Nếu mà cô ta còn tiếp tục như thế nữa thì ba sẽ đi báo công an. Không để cho cô ta lộng hành như thế được. Đâu? Cái này có đau mắt. Mắt có đau không? Đấy, đừng sợ, đừng sợ. Thôi nè nhé. Mình nấu cháo cho bạn nhé. Nấu nhà bé ơi. Mở mắt cho bé này. Có đau lắm không? Có ăn được cháo không? Ăn đi nhé. Thương nhá. Ừ. Ừ.
cố ăn đi nhé, cố ăn đi. Cho nó hết đi nhé. Cố ăn đi nhé, ăn đi nhé. Alo. Hôm nay anh định xin nghỉ đấy, nhưng mà thế không có ai ở đấy nữa à? Thế không có người giám sát nào nữa ở đấy nữa à? Rồi, nếu mà không có người thì anh đến thôi. Hôm nay ba định xin nghỉ ở nhà với vợ để chăm sóc vợ, nhưng mà công ty lại có việc gấp rồi. Ba cứ đi đi. Nhưng ba phải lên công ty một lúc rồi mà về nhé. Thế mày nó ở nhà nhé, ba đi làm nhé. Nằm xuống. Thank you.
Bây giờ mẹ điều con đi lấy quả bán con nhá. Ở trong rừng kia có một ít bưởi chín rồi, mình lấy bưởi về bán đi bán nhá. Bán mẹ kiếm tiền mua sữa cho con nhá. Đúng rồi, cái công trình đấy thì chắc chắn là trong ngày mai là tôi sẽ xuống làm rồi. Rồi. Ok. Công trình có vấn đề gì không anh? Công trình vẫn ổn định. Cái này thì cái nào mới tháo? Cái mai. Cái này là mai tháo. Thank you.
Alo. Ừ. Còn cái công trình của nhà ở trên khu vực B này ấy, thì ngày mai cho thợ vào hoàn thiện nốt. Bởi vì chủ nhà là tuần sau là người ta vào nhà mới rồi, bàn giao nhà cho người ta rồi. Đúng rồi nhá. Bao nhiêu ạ? Một quả là 5.000 một quả thôi. À, thì đây cho một quả. Cho hai quả.
cháu rồi. Cảm ơn nhé. Vâng. Ai bưởi ngọt đấy? Bưởi này là bưởi ngọt ạ. Ai cho mày bán đây mà mày bán đây? Đây là ở đường ấy, em bán ở đây có sao đâu ạ? À? Không được bán đây đâu. Mày bán đây mày đã hỏi ai chưa? Mày biết địa bàn của ai không mà mày bán? Em không biết ạ. Tha cho em gửi ngồi đây bán một lúc thôi ạ. Thế từ sáng bán được bao nhiêu tiền rồi? Đưa đây thế nào? Em mới bán được mấy quả thôi ạ. Đưa đây. Mới bán được bằng này thôi ạ. Đấy thôi. Ba đồng lẻ này tao không chấp nhận đâu. Còn bao nhiêu đem hết ra đây. Em không có nữa đâu ạ. Không có thì buôn bán cái gì. Đem hết ra đây không chấp nhận đâu. Bằng này không chấp nhận đâu. Không đi chỗ khác bán. Ông mang ra đây. Không có đâu ạ. Không có à? Không có này. Ra chỗ khác bán. Không có này, đánh tao. Quay video thì tăng lên mạng mới được. Tha cho em chỉ ngồi đây bán một lúc thôi ạ. Thế thì sáng bán được bao nhiêu tiền rồi? Đưa đây thế nào? Mới bán được mấy quả thôi ạ. Đưa đây. Mới bán được bằng này thôi ạ. Nhẹ con này. Ồ, đau thế. Ồ mẹ yêu con này tao tức lắm rồi đấy. Mày chết thôi tao. Muốn bán đây phải đưa tiền ra đây. Không thì ra chỗ khác bán. Bằng này tiền không đủ để thuê mặt bằng ở đây đâu. Không đủ tiền để chúng tôi ở đây mà kê đâu. Đem ra chỗ khác bán. Nhanh lên. Đánh nó đi. Đánh nó đi. Đánh như chết mẹ cái con này đi. Thằng này tiền không đủ đâu. Thêm tiền đi rồi anh ngồi bán ở đây. Tao không cho ngồi bán đây đâu. Nha. À, cái con này hôm nay mày còn dám bán ở đây à? Thì đây con này nó không có tiền đâu. Không nhà có tiền mà dám bán ở đây à? Tao bán hàng ở đây liên quan gì đến mọi người chứ. Sao không lại được. Không liên quan? Địa bàn này địa bàn tôi. Đây là đường mà đường của công cộng không phải của ai hết. Lại là cô phải không? Mấy cái quả bưởi này, mấy quả bưởi này. Cô đừng bán đấy nhá. Ba cái trồng này không bảo bán. Mày làm gì chị tao đấy? Mày vừa làm gì tao đấy? Hả? Quay về đây. Quay về đây, mày nhìn mặt tao đây này. Không danh này, mày nhìn mặt tao đây này. Có phải hôm qua mày đánh chị tao không? Hôm qua mày làm gì tao này? Chị cô đánh tôi trước. Đến gây sự nhà tôi chứ. Tôi không biết như nào nhưng mà chị đụng vào chị tôi là không xong với tôi đâu. Hai người đi tránh ra cho tôi. Con. Quay về đây. Tôi nhớ đấy. Mày chỗ khác bán này, tao không cho bán mày bán ở đây đâu. Chọn đồ ra chỗ khác bán đi. Không bán đây đâu. Mấy quả bưởi rẻ. Dọn nhanh lên. Chuyện hôm qua tao còn chưa tha cho mày đâu. Bỏ ra. Tao không bỏ. Mày có nắm hết à? Em đi ra lấy con dao lấy cho chị. Chặt mẹ mấy quả bưởi này đi. Bán cái gì mấy quả bưởi này? Bán bưởi này. Bán này. Ra chỗ khác của bán. Bán này. Bưởi à? Bưởi à? Bưởi à? Bưởi à? Bưởi à? Bưởi à?
Mẹ lấy cái bưởi này. Này mẹ ăn đi, ăn đi, ăn đi. Mẹ ăn xem ăn được không? Bưởi này là bưởi đi bán à? Bưởi ngọt à? Cái này mà ngọt thế mày à? Chuyện này chưa xong với tao đâu. Bưởi này. Tao tức lắm rồi ấy, mày xin xem, mày xem, mày nhìn xem cái mặt của tao xem. Bưởi này. Con hồn mày đi chỗ khác bán ngay cho tao. Đây không phải chỗ mày bán hàng đây. Đây thì bàn vào tao. Ra chỗ khác nhanh. Đấy, đi mà nhặt đấy. Ba là chỗ khác. Lê chỗ lệt. Bán. Từ mai mày không được bán đây nữa, biết chưa? Mày nhớ mặt tao chưa? Có chưa? Từ mai không được bán đây nữa. Cút. Cút đi. Mẹ con này nhớ mặt tao ấy. Đi về em. Sao cô ta cứ bắt nạt mình mãi này chứ? Có lẽ mình sẽ đợi chồng mình về, mình sẽ phải báo cảnh sát thôi. Không để cho cô ta lộng hành này được. Cô ta thật là quá đáng. Tao không đi đấy. Mẹ con này. Mẹ cô ra khỏi nhà tao. Bỏ tao ra. Bình tĩnh nhá. Bỏ tao ra thôi. Từ mày, mày còn láo không mày đứa em? Đến quấy rối, phá rối gia đình em. Đấy. Anh ơi, phá anh đây. Thả luôn ra. Đi lên luôn. Không cần dây nữa. Đi lên luôn. Mày đừng có đi đâu. Này, thôi đừng có tiếp tục anh nhá. Nào, nào, nào. Cô tự nhiên, đây nha. Cô ký vào đây. Ký vào đây. Ký đi. Đau lắm không ạ?
vừa định không nói với chồng đâu, nhưng mà hôm qua lúc vợ đi bán hàng ấy thì cô ta lại dẫn một người đến phá, đánh phá vợ. Người ta còn, nó còn lấy dao nó chém lấy cả bưởi của vợ luôn. Thật á? Qua đi bán hàng đấy á? Chắc cô ta lại làm như thế nhỉ? Tôi không hiểu tại sao luôn. Hay là mình đi báo cảnh sát đi. Nhưng mà bây giờ mình không có chứng cứ gì cả. Kiểu gì cô ta sẽ đến phá vợ một lần nữa, hay là mình giữ lấy mình gì nhé. Hôm nay chú Bảy có điện thoại thôi, chú Bảy mà mang lên mình sẽ đi trình báo chính quyền. Không để cho con, để cô ta lộng hành như thế được đâu. Chắc chắn cô ta sẽ đến nữa. Cô ta đến thì bà sẽ dình cái gì, sau đó mình sẽ chụp điện thoại lại nhé, chụp ảnh lại xong là quay phim lại xong mình lên trình báo công an nhé. Báo công an bắt cô ta lại. Em ơi Ai chứ em bé ơi. Em bé.
Ơi, đợi mẹ một tí nào. Ơi, mẹ đây. Bây giờ ba phải đi làm rồi. Ba đi làm nhé. Ba đi đi. Ở nhà có chuyện gì thì mình phải trốn đi nhé. Nếu mà người ta đến phá thì mình phải trốn đi nhé. Không có gì mình báo ba biết lắm mà sẽ về thôi. Ba đi mình sẽ đi báo công an nhé. Có ai đến phá thì mình bảo ba luôn đi nhé. Biết chưa? Không được giấu ba đấy nhé. Con buồn ngủ rồi, cho con ngủ đi. Mẹ thương nhá. Mẹ thương con. Mẹ yêu con. Hôm nay tôi tổ chức cuộc họp này để nghe báo cáo thi công của các công trình vừa rồi, xem tiến độ thi công của các công trình như thế nào. Bây giờ là đồng chí Vinh báo cáo trước để cho tôi biết cái công trình ở bên khu A bên trong chung. Báo cáo với anh là cái tiến độ thi công của cái nhà ở trong... Thì hiện tại tôi đã cho anh em đổ mái xong. Và tới nay là bắt đầu vào hoàn thiện ở phía bên ngoài. Thì theo chúng tôi tính thì cái dự án đấy là khoảng một tháng nữa là sẽ hoàn thành.
Công trình này khi nào chúng ta mới bàn giao cho chủ đầu tư? Báo cáo anh là công trình này theo hợp đồng giữa công ty mình và chủ đầu tư thì bàn giao vào hôm 25 tháng 1. Trước Tết Nguyên đán là công ty mình phải bàn giao. Thì sếp cứ yên tâm, theo tiến độ thi công này thì chắc chắn một tháng nữa chúng em sẽ hoàn thành cái công trình đấy. Tiến độ công trình như thế này là tốt. Vâng, báo cáo anh này, chúng em sẽ cố gắng hết sức để kịp tiến độ. Còn một vấn đề thì nếu mà thiếu công nhân hoặc cái gì thì cậu phải báo cáo luôn cho tôi nhé. À vâng, cái này thì em sẽ đề xuất với sếp. Cái chỗ đồng chí Duyên này là cái công trình đường cao tốc thì đồng chí thực hiện đến đâu rồi? Dạ thưa anh, là em đang dự trù kinh phí để mai kia làm báo cáo cụ thể với anh. Nhưng mà em rất mong là anh sẽ đi cùng em khảo sát để xem kế hoạch cụ thể rồi em sẽ báo cáo anh bản kế hoạch sau. Rồi, ok, với em. Đối với cảnh, đồng chí cho tôi xem cái bản thiết kế của cái công trình bên khu B bên đằng chợ ấy. Vâng. Thì thực hiện đến đâu rồi? Thưa anh, là cái khu B ở bên đằng chợ đấy thì hôm trước là bọn em vừa mới cho thợ là đổ móng xong. Hiện tại thì hôm nay thì bắt đầu đổ cột và chiều nay là sẽ hoàn thành hết cái cột nhà. Và sau khi hoàn thành xong cái cột thì em dự tính là khoảng 2 ngày nữa là chúng ta sẽ tháo cột và bắt đầu xây tường. Các mời anh xem. Này tôi thấy ok rồi. Vâng. Đồng chí cứ tiếp tục thực hiện nhé. Vâng vâng. Đồng chí Cường, đồng chí cho tôi biết là cái nhân lực với cả cái số vật liệu tức là có đủ không? Rồi cậu báo cáo lên cho tôi. Thì báo cáo anh về nhân lực là hiện tại bây giờ là nhân lực của công ty mình hiện tại có 54 nhân lực chủ chốt. Là trong quá trình mình thực hiện ấy thì cái số người đấy bây giờ là sẽ đủ để hoàn thành công trình đấy trong vòng năm nay. Cả khu A khu B luôn. Nếu mà tính cả khu A khu B thì tính nếu mà tính trong vòng năm nay là chắc chắn là sẽ hoàn thành. Rồi ok cậu nhé. Cái chỗ vật liệu của chỗ đồng chí Cường báo cáo cho tôi xem là có đủ trong năm nay không? Và của anh là về bên nguyên vật liệu của công ty mình hiện tại bây giờ là số sắt thép và xi măng thì bây giờ công ty mình là sẽ đủ cho cái công trình đấy. Còn hiện tại bây giờ là cái số máy tôn đấy thì công ty mình bây giờ vẫn còn hiện trạng là bây giờ vẫn còn thiếu tổng khoảng 2.000 mét vuông nữa. Thì bây giờ mình sẽ chủ động cung cấp trước một tuần. Cái chỗ vật liệu nó đang thiếu thì cậu phải báo cáo luôn cho đồng chí Duyên cho tôi nhé. Để tôi cho thực hiện luôn. Để lấy về cho đủ luôn thì đến năm nay đi nhé. Rồi ok sếp. Cuộc họp chúng ta đây thôi nhỉ. Bây giờ là đồng chí Cường với cả đồng chí Duyên này thế đi với tôi lên khảo sát cái chỗ công ty mình đang chuẩn bị thực hiện cái đường cao tốc. Vâng. Nhé. Đi thôi. Đi thôi, chúng ta đi thôi. Thank you.
con mình đã được gần 6 tháng rồi, sắp đến lúc ăn rằm rồi. Hay mình không đi làm nữa nhỉ? Mình vào đây mình mua một ít đồ cho con mình ăn nhỉ? Chắc thế rồi. Ở nhà cũng lo lắm, sợ cô ấy lại đến phá phách nhà mình. Em có cái bánh ăn dặm không? Em có à, nhà em có. Anh vào đây xem. Đâu em? Đây ạ. Đây là bánh gạo, đây là bánh quy. Cái nào mình nấu ngon hơn? Thế anh dùng bánh quy nhá. Đây là bánh ngũ cốc. Bánh ngũ cốc này là bánh nước à hay không phải bột chứ? Không, cái này là thành que giống kiểu là bánh ngọt ở ngoài quán ấy. Nhưng mà cái này là tặng theo ấy, tặng theo cái này. Cái này là cái gì? Cái này là nước. Cái này là nó dạng thanh à? Vâng, cái này là dạng thanh. Còn cái này là cái gì, tặng kèm gì, nước gì? Cái này là nước thạch ạ, nước kiểu nước hoa quả ấy. Cho vào mồm nó thì... Vâng, nó uống được ạ. Vâng. Cái này thì đấy là bánh quy thôi, bánh quy nó bé. Nếu mà cho nó cầm nó thì... Lấy cái đấy. Thế cầm bánh gạo cũng được. Thế thì lấy cái bánh này nhé. Vâng. Ừ, bán thành cái này. Thế em tính tiền cho cái này nhé. Có 2.000 anh ạ. Em cảm ơn nhé. Oh, my God.
rắn. Còn mấy mình miếng kem nhất kìa. Con này ác lắm. Tao phải lấy một cái cây đi phòng thủ mới được. Lại là cô à? Ờ, lại tao là tao đây. Đi ra khỏi nhà tao. Đi ra khỏi nhà tao. Đi ra đây. Đi ra khỏi nhà tao. Mày qua đây. Mày đi ra khỏi nhà tao. Hả? Tao đánh mày đấy. Tao không đi ấy. Mẹ con này. Mẹ con này. Cút ra kìa. Mày đá ai á? Tao đá mày đấy. Cút ra khỏi nhà tao. Mày có đi ra khỏi nhà tao không? Rồi tao đập chết mày. Mày đi không? Tao đi, tao đi, tao đi. Cút. Mày bỏ xuống, mày bỏ cái này xuống. Vành con. Đi ra khỏi nhà tao. Vành con. À, à. Mày định đánh ai? Bỏ ra. Hả? Bỏ ra. Tao không bỏ. À. À. Bỏ ra. Mày. Bỏ ra. Tao không bỏ, mày định đánh ai? Hả? Bỏ ra tao sẽ vô cảnh sát. Mày, tao sẽ mách chồng tao. Tao sẽ mày chồng tưởng tao sợ à? Tao không sợ đâu. Rồi mày giờ bố cảnh sát về, tao không sợ. Con danh con này. Mày con danh con này. Mày con danh con này. Tao đập trước mày. Điện thoại ra làm chứng cứ này. Bình tĩnh nhá. Để bác quay làm bằng chứng đấy nhá. Bằng chứng để báo công an nhá. Mày nó đánh bà thằng vợ mình à? Mẹ này cái con này. Con này. Quay video à, chứ. Chồng ơi. Cứu bảo ơi chồng ơi. Con này. Quay. 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 Chưa nha. Chưa nha. Nó đánh. Nó đánh video ra đây này. Nó đánh vào tôi này. Đây này. Nó đánh vào tôi này. Đấy. Đánh nào. Quay. Quay. Đây. Không đánh. Không đánh. Không đánh. Không đánh. Tôi nói cho cô biết nhá. Tôi đã quay video rồi nhá. Tôi sẽ báo cảnh sát. Nào. Anh tránh ra. Không đánh. Không được đánh nhau. Không được đánh nhau. Không được đánh nhau. Bắt cô ta lại, bắt cô lại, trói cô ta lại. Bỏ ra. Nó là trói tôi lại. Bỏ ra. Bỏ ra. Trói. Bỏ ra đây đi chồng ơi. Bỏ ra đây. Bỏ nó ra, bỏ thơ ra. Hoàng nào, bỏ nó ra đây, đừng ngồi nó đi. Rồi, ra đây. Bỏ ra gốc, trói vào gốc cây này. Mày. Con láo này. Chúng mày bỏ tao ra đây.
ốc cây này. Nó chúng mày vào tao đây. Giữ nó trong máy đi. Trong nó trói nó vào. Lại cái này. Chúng mày bỏ thân ra này. Chúng mày bỏ tao ra. Chúng bỏ ra, chúng mày bỏ tao ra đây. Thế bây giờ mày bỏ ngay. Bây giờ trông nhá. Trông nó nhá. Trông đi báo cảnh sát đi. Chúng mày bỏ tao ra ngay. Trói chắc rồi. Bỏ. Trói chắc rồi, chồng mày đi đi. Thôi đi báo cảnh sát đi. Đi báo cảnh sát đi chồng. Chúng mày bỏ tao ra. Mày nhá, con này nhá, mày láo nhá. Tao sẽ báo cảnh sát cho mày vào đồn cảnh sát. Cái đầu đó đầu đuôi công việc à? Cái cô ấy là thuê người đến là đánh đập vợ em lúc trong lúc vợ em đi bán hàng ở ngoài đường ấy, xong là không cho vợ em bán hàng. Đấy, hôm nay là cô ấy đến là cô ấy định đánh vợ em. Đánh vợ em rồi xong là em đến là em bắt được cô ấy, là em trói cô ấy vào cây rồi. Rồi mời các anh xuống xem. Thế hôm nay là cô ấy đến là đi một mình hay là nhiều người không? Cô ấy là hôm nay là đến một mình, còn hôm trước là cô ấy là có đi hai người. Nay là nhiều lần lắm nhỉ? 3-4 lần rồi. Thế hôm nay là đến nhà luôn à? Hôm nay đến nhà quậy phá luôn và đánh đập vợ em luôn. Em về nhà em nhìn thấy. Thế bây giờ nó đi đâu ạ? Bây giờ cô ấy là em trói vào gốc cây rồi. Trói vào gốc cây à? Vâng. Thế để tí nữa chúng tôi sẽ đến nơi nhá. Vâng, bây giờ các anh đi cùng em xuống để gọi lên cơ quan ở đây. Cảnh sát đến rồi. Đâu anh? Đây, cảnh sát đến rồi, mày liệu hồn. Đây, đối tượng này đây. Anh ạ, quay phái anh ạ. Đây, quay phái ạ. Thế làm cái gì đây?
quấy phá, nó đánh vợ tôi đây này, đây, nó đánh em đây này, thấm hết mặt rồi. Bỏ ra để cho nó nói chuyện. Tháo đâu ra? Làm sao? Nó nha, trước quay được cái clip đây rồi nha. Làm sao? Nó đánh nha, đây này, đánh nhau đây này. Đây này, thấy chưa? Đây này, tối làm sao được? Thấy chưa? Đây này, nhìn đây này, tối làm sao được? Cô ai cũng đánh tôi mà, có phải là mỗi tôi đánh cô ai đâu? Thế ai gây sai là đánh mỗi tôi đây. Này. Thôi. Thôi được rồi, từ từ. Rồi. Bây giờ bình tĩnh có chúng tôi ở đây rồi nhá. Vâng. Bây giờ chúng tôi sẽ thả thôi ra. Đấy, bây giờ tôi sẽ hỏi từng người một. Vâng. Đấy, xong rồi tí nữa sẽ cho dẫn cô này lên, cô lên cơ quan để trình báo sự việc nhá. Vâng. Ừ. Trói vào cái này rồi. Ở ra nói chuyện hả? Ừ. Để có gì lên cơ quan nhá. Vâng. Lên cơ quan chúng tôi giải quyết. Đấy. Anh thả tôi ra. Đấy. 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 Làm cái gì nữa đây? Bắt. Đâu? Tói. Thả tôi ra. Lên phường. Lên phường. Đây. Có chúng tôi ở đây rồi, không cập được cập làm đi, như thế nhá. Tôi đi liên luôn. Đấy, đi liên luôn. Không cần dây nữa. Đi liên luôn. Áp giải. Đi. Đi. Đi lên phường. Bỏ ra. Đi. Con kia, hai bà chồng này sao thế không khăn mày đâu, bỏ ra. Tôi có bằng chứng rồi, đấy, các anh xem rồi đấy, là cô này là đánh vợ tôi đấy. Thế anh này giải quyết cho cô này. Đây, cô ta đánh em này thâm hết mặt rồi, rất là nhiều lần rồi. Mày có đi không? Này, thôi, để tôi qua nha. Đang ở trụ sở cơ quan nha. Không, cô không, nha. Cô hết sức bình tĩnh đi, có gì cô trình báo, cô khai báo ở đây nha. Tôi không đi đâu. Cái này nhiều lần lắm rồi ạ? Vâng, rất nhiều lần rồi ạ. Rất nhiều lần rồi. Còn lấy người đến là lúc em đang bán hàng ở ngoài kia rồi đến phá rồi đập phá các thể loại. Đây này, cô nhìn mặt tôi đi. Đây này, các anh xem nhé. Đây này, cô nhìn mặt tôi này, chạy. Chồng tôi đang quay video. Các anh cứ nhìn mặt tôi như thế này. Các cô, bây giờ các cô cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh để tôi xem bằng chứng này. Tí nữa chúng tôi sẽ giải quyết nha. Đấy là hôm qua cô ta đến. Cái đấy chỉ là một đoạn thôi, nó chả giải quyết được cái gì hết. Cả video này. Đấy. Cái con này. À, có sự thật đấy. Đấy. Bây giờ có cả video bằng chứng này thì cô hành động như thế là không được rồi. À, như thế là sai đấy. Cô sai trái pháp luật đấy nhá. Được. Bây giờ tôi sẽ ghi vào biên bản này. Không là ít nữa sẽ theo cái hướng giải quyết của chúng tôi nhá. Ghi biên bản này. Ý sự việc hôm nay này. Vào đây. Cô tự đi nha. Cô con về. Cô này là nhà ở dưới kia.
phụ mặt nhà cái gì? Con này tự dưng là đến nhà thôi, đến nhà em thôi mà quấy thôi. Cô tên gì nhỉ? Nhà ở dưới khu chợ ấy. Cô tên là gì? Cô đọc cái gì đây? Cô là tao. Cô đọc học tên đầy đủ đi. Nhà ở đâu? Nhà ở dưới khu chợ. Cô bao nhiêu tuổi ấy? Nghề nghiệp cô làm gì? Đi công trình. Nói rõ ra xem nào. Đi công trình cô nói rõ là cô làm gì? Công nhân hay là kỹ sư hay là cái gì? Công nhân xây dựng. À, trợ lý. Cô nói rõ ra để tôi ghi vào đây nhá. Sao anh hỏi nhiều đấy? Cô cứ trả lời. Tôi hỏi nào à? Trách nhiệm của tôi là phải hỏi rõ. Cô cứ việc trả lời thôi, tôi hỏi như nào cô trả lời như thế nhá. Rồi, bây giờ tôi hỏi này. Thế tại sao cô lại đến nhà chị này để gây rối, cô lại đi đánh chị này? Thì nhìn nó ngứa mắt quá. Đấy các anh xem, cô ta rất là ngang ngược luôn. Tôi không hay làm gì cho cô ta luôn. Đấy các anh xem cái câu trả lời của cô ta đấy, như thế là có xứng đáng không ạ? Như thế là không được cô nhé, cô cao nhé. Nó ngứa mắt quá thì em thích thì em đánh thôi. Đấy. Không được. Cô tự nhận tội rồi nhá, chứ không phải tôi gây sự trước đâu nhá. Đấy là mồm cô tự nói nhá. Rồi bây giờ nhá, bây giờ chúng tôi sẽ ghi biên bản ở đây. Rồi sau đó chúng tôi sẽ cho cô ở lại đây. Tí nữa đến giờ mà có người đến bảo lãnh cho cô thì cô mới được về nhá. Rồi bây giờ cho các bên ký vào đây. Cô ký vào đây. Ký vào đây. Ký đi. Đây này này. Cầm bút ký đi. Đây. Ký đi. Không được chống đối. Ký đây. Cô thế này là không được đâu. Rất ngang ngược. Vâng, thứ hai vợ chồng mới chưa ấy. Vâng. Còn cô này là chưa được về đâu. Bây giờ có phụ huynh bảo lãnh đấy. Vợ chồng em cảm ơn hai anh nhiều. Cô anh chị cứ về nhé. Sao anh lại làm việc như thế? Chào các đồng chí nhé. Ký vợ chồng em ký rồi sao tôi chưa được về? Sao bọn này được về mà tôi chưa được về? Anh lại làm việc như thế? Họ được về sao tôi không được về? Cô chờ phụ huynh này. Này, hôn đoạn, ngồi xuống. Cô chưa được về. Cô chưa được về đâu.